quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử Thanh Hà và Cao Nguyên xin kính chào quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và Youtube với những nội dung chính sau. Binh chủng pháo binh sẵn sàng chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu cảnh sát biển năm 2023. Lý do Nga thành lập hai quân khu Leningrad và Moscow. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trường đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại binh chủng pháo binh. Nội dung kiểm tra gồm: luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan Bộ Tư lệnh binh chủng pháo binh từ thường xuyên lên cao hệ thống văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành động của chỉ huy cơ quan trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành cơ động lực lượng phương tiện. Đoàn kiểm tra đánh giá binh chủng pháo binh đã làm tốt công tác chuẩn bị, có tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm cao trong thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhất là phát huy tốt các vai diễn trong quá trình kiểm tra luyện tập. Đoàn kiểm tra lưu ý, binh chủng pháo binh cần kịp thời khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu ra soát điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn kiện chuyển trạng thái sát sạch chiến đấu bảo đảm thống nhất tích cực nghiên cứu phát triển nghệ thuật tác chiến kịp thời ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong huấn luyện luyện tập diễn tập bảo quản bảo dưỡng niêm cất vũ khí trang bị vật tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao Học viện Chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 123. Tham gia lớp bồi dưỡng có 59 học viên là cán bộ thuộc các ban bộ ngành trung ương. Quá trình học tập, các đồng chí học viên được nghiên cứu 21 chuyên đề, luyện tập và thực hành bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1, tổ chức tham quan nghiên cứu thực tế hoạt động quân sự quốc phòng tại lữ đoàn phòng không 2010 quân khu 1, trao đổi thảo luận và viết thu hoạch cuối khóa để đánh giá kết quả toàn khóa học. Đây là cơ sở khoa học vững chắc để khẳng định đường lối quân sự quốc phòng an ninh của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn với tinh thần khí thế quyết tâm cao, các đồng chí học viên đã nhanh chóng ổn định, hòa nhập với môi trường mới, phấn khởi hào hứng, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ khóa học. Trong chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức tuyên dương 11 gương mặt trẻ tiêu biểu triển vọng của lực lượng năm 2023. Năm 2023 là năm thứ hai Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức tuyên dương các cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực công tác, đấu tranh chấn áp tội phạm, duy trì thực thi pháp luật trên biển, nghiên cứu khoa học, Đồng hành giúp đỡ bà con ngư dân, giáo dục đào tạo. Trung tướng Bùi Quốc Ai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, tuổi trẻ cảnh sát biển cần tiếp tục phấn đấu học tập, thích ứng nhanh với thực tiễn, làm chủ khoa học công nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Cục quân y tổng cục hậu cần tổ chức buổi truyền thông xây dựng gia đình hạnh phúc trong cục nhằm hưởng ứng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 theo hình thức trực tuyến buổi truyền thông nhằm cung cấp những kiến thức kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình góp phần nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi cho cán bộ nhân viên tại cơ quan đơn vị thiết thực xây dựng gia đình quân nhân trong cục quân y no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc Thời gian qua, các nữ cán bộ nhân viên đơn vị đã luôn cố gắng phân đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những hội viên ưu tú, giỏi việc nước, đạp việc nhà, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chu đáo tận tình, tích cực học tập nâng cao trình độ, tiếp cận và làm chủ công nghệ thông tin, tỉ mỉ chính xác trong công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Quý 1 năm 2024, Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai luôn bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm, hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, công tác dân vận, chính sách và công tác quần chúng luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực như phối hợp với các ban ngành đoàn thể tỉnh tổ chức thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ nhân dân vùng biển Tây Nam Tổ quốc, tổ chức chương trình Tết quân dân ở Ban Chúy quân sự 11 huyện thành phố, gặp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo, quan tâm thăm hỏi tặng quà quân nhân khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Sự đoàn 5 quân khu 7 tổ chức học mặt kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2024. Tại buổi họp mặt, cán bộ hội viên phụ nữ đã cùng nhau ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội, phát huy truyền thống. Những năm qua, hội phụ nữ sư đoàn Nam tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động cán bộ viên rèn luyện phấn đấu hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội thời kỳ mới, trí tuệ, bản lĩnh, kỳ cương nhân ái, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của sư đoàn. Năm 2023, đơn vị đã có hàng chục chị em được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, tổ chức thăm tặng quà trẻ mồ côi, đối tượng chính sách có trị giá hơn 100 triệu đồng. Thông qua các mô hình, cán bộ hội viên rèn luyện trưởng thành xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổng công ty 39 Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống sư đoàn Tổng công ty 39, mùng 7 tháng 3 năm 1979, mùng 7 tháng 3 năm 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty cho biết, những năm tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, tác động ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đảng ủy Ban giám đốc Tổng công ty 39 quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương châm quyết liệt đột phá hiệu quả phát triển, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với giá trị sản lượng và doanh thu đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Tổng công ty sẽ tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Kết thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, xứng đáng với truyền thống sư đoàn tổng công ty 319 Anh hùng. Công đoàn cơ sở nhà máy Z119 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2024. Trong năm 2023, nhà máy đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, ngoài ra còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao. Nhà máy hoàn thành 16 trên 16 mặt hàng, đạt 100% kế hoạch thực hiện dự án CT06 GD2 là 11 mặt hàng và 2 mặt hàng quốc phòng khác. Giá trị tổng sản lượng đạt 223 tỷ 971 triệu đồng. Các sản phẩm trước khi đưa vào sửa chữa đều được khảo sát đánh giá đúng thực trạng, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu của quân chủng. Hội nghị thảo luận thống nhất nội dung kế hoạch năm 2024 như thu chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quy chế quản lý nhà máy, bầu thành viên tổ đối thoại bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025. Theo Yanni Safar trong bài phát biểu tại cuộc gặp với các chỉ huy quân sự Nga ở Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết các quân khu Leningrad và Moscow được thành lập là động thái đáp trả việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Ông Shoigu cho biết, do NATO đang tăng cường tiềm lực quân sự gần khu vực biên giới với Nga và chấp thuận cho Phần Lan gia nhập khối hiệp ước này và trong tương lai sẽ là Thụy Điển, Chúng ta đã thực hiện các bước để tăng cường các nhóm quân ở các hướng chiến lược phía Tây và Tây Bắc. Hai quân khu chiến lược của lực lượng vũ trang đã được thành lập là quân khu Leningrad và quân khu Moscow. Tháng 5 năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO, từ bỏ chính sách trung lập quân sự lâu đời của mình sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sau đó gần một năm, ngày 4 tháng 4 năm 2023, Phần Lan chính thức trở thành thành viên tiếp theo của NATO. Về phía Thụy Điển, Ban đầu Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ không thông qua đơn xin gia nhập khối của nước này do những tranh cãi giữa Thụy Điển và hai nước về các vấn đề liên quan tới khủng bố. Tuy nhiên, tháng 7 năm 2023, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã tìm thấy điểm chung và Ankara dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn. Ngày 26 tháng 2, Quốc hội Hungary cũng chính thức phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Hiện Thụy Điển đã hoàn tất thủ tục thành viên và chuẩn bị chính thức gia nhập khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới hiện nay. Ngày 6 tháng 3, Bulgari Military đưa tin 100 xe bọc thép chở quân của Bulgari đã được tập kết tại nhà ga Novi Iska để chuẩn bị vận chuyển cho Ukraine theo cam kết trước đó. Mặc dù các xe bọc thép đã sẵn sàng được vận chuyển, kế hoạch vẫn đang bị trì hoãn do tạm thời gặp trở ngại từ phía một công ty Rumani phụ trách vận tải đường sắt việc gói viện trợ chiến trường này bị trị hoãn đã gây ra tranh cãi và bất đồng giữa hai nhóm nghị sĩ Bungary, GRB, UDF và PPDB dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Todor Tagaret liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích vì bị cho là không thực hiện hiệu quả các quyết định của chính phủ và quốc hội. Đáp lại những lời chỉ trích đó, Bộ trưởng Tagaret tuyên bố Bungary đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine. Bungary vẫn là một trong những quốc gia đóng góp đáng kể nhất về viện trợ quân sự. Trong thời gian chờ đợi, có vẻ như các xe bọc thép chở quân của Bulgari viện trợ cho Ukraine đã không còn ở trong tình trạng tối ưu nữa. Một số đã bị dì xét ở một số bộ phận, sức sơn và xẹp lốp. Số xe bọc thép chở quân này được cho là vừa được xuất kho bộ nội vụ Bulgari và đã không còn được đưa vào sử dụng trong nhiều năm qua. Cũng trong thời gian này, người ta cũng thấy lựu pháo tự hành 2S1 Zivotzika đang được tập kết tại cùng địa điểm với các xe bọc thép chở quân nói trên. Theo quyết định chính thức của chính phủ Bulgaria, nước này sẽ hỗ trợ lượng pháo cho Ukraine. Tuy nhiên, các nguồn tin đều chưa thể khẳng định chắc chắn về việc liệu những khẩu 2S1 Zivotzika xuất hiện ở nhà ga Novi Iska ngày 6 tháng 3 có phải là pháo viện trợ cho Ukraine theo quyết định nói trên của chính phủ hay không. Bộ Quốc phòng IDF đang thử nghiệm các hệ thống chiến đấu không người lái như chó robot và xe không người lái có trang bị vũ khí máy móc đang dần thay thế con người khi quân đội israel tiến hành chiến dịch quân sự ở giải gaza những loại khí tài tự động hóa này của israel đều sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện chó robot đang được sử dụng để giám sát các tòa nhà và đường hầm cũng như tấn công các mục tiêu ở những nơi đang nổ ra các hoạt động tác chiến trong đô thị nơi có dân cư đông đúc khiến việc phân biệt giữa mục tiêu tham chiến và mục tiêu không tham chiến ngày càng khó khăn hơn với việc đưa máy móc vào các hoạt động tác chiến Bộ Quốc phòng Israel đã giảm dần việc đưa binh sĩ và chó quân sự trực tiếp tham gia các hoạt động trên chiến trường ở giải Gaza. Trước đó, một đoạn video trên Telegram cũng cho thấy robot đã được Ukraine sử dụng để tài đạn trên chiến trường. Ngày 6 tháng 3, Aerospace Defense đưa tin, Lockheed Martin mới ra thông báo về việc chuyển giao cho Bahrain chuyến hàng đầu tiên của phiên bản nâng cấp sâu rộng hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot PAC-3MSE Việc đưa tên lửa này vào biên chế là nhằm tăng cường năng lực phòng không và khả năng đánh chặn tên lửa cho Bahrain, góp phần nâng cao an ninh trong khu vực. Chuyến hàng đầu tiên này đánh dấu sự khởi đầu của chương trình cung cấp hàng loạt PAC-3MSE cho đất nước nằm trong vịnh Ba Tư này. Theo Phó Chủ tịch chương trình PAC-3 Brenda Davidson, Patriot PAC-3MSE là hệ thống đánh chặn tên lửa đã được chứng minh khả năng trong thực chiến, có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và các mối đe dọa khác trong chiến tranh hiện đại. PAC-30SE sẽ giúp Bahrain ngăn chặn các mối đe dọa đang gia tăng trong khu vực và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. PAC-3 sử dụng công nghệ tấn công và tiêu diệt, ngăn chặn các mối đe dọa thông qua chạm nổ với động năng nhiều hơn đáng kể so với cơ chế nổ phân mảnh để tiêu diệt mục tiêu. Như vậy, Bahrain đã chính thức trở thành quốc gia thứ 15 lựa chọn sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tiên tiến, tiến PAZ-3MSE.